Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con pháp danh Nguyên Dụ Pháp Tự Giác Lợi, hôm nay về miếu phụng sự tam bảo thắp hương, cúi đầu đảnh lễ Đức Mẹ Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, các vị Long Thần Ông Thiên Hô Miếu. Cho con nguyện ai thấy được kim thân Đức Mẹ Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, thân tâm thường an lạc, gia đạo luôn được bình an, làm ăn gặp nhiều thuận lợi. Ai bị tâm tai phạm thái tế, xin Đức Mẹ Phật Bà, xin Năm Mẹ Ngũ Hành. Ai xem lượt theo video này thấy được kim thân Đức Mẹ Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành, xin Đức Mẹ Phật Bà độ cho. Ai bị tâm tai phạm thái tế, thấy được kim thân của Đức Mẹ Phật Bà, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Mẹ Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành ban cái phước cái lộc cho tất cả bà con được cái may mắn, cái phước đức nhân duyên của Đức Mẹ Phật Bà ban cho bà con cô bác bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà chứng giám cho lòng thành kính của con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con pháp danh Nguyên Dụ Pháp Tự Giác Lợi, cúi đầu đảnh lễ Đức Mẹ Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành. Con có lầm lỗi gì là do con lỡ dại kiếp xưa, đường con đi còn nhiều tâm tối, nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà chỉ lối cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Đức Mẹ Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chứng minh, xin đem công đức này hồi hướng cho tất cả bà con cô bác. Ai xem thấy được kim thân của Đức Mẹ Phật Bà, thân tâm thường an lạc, gia đạo luôn được bình an, làm ăn luôn gặp nhiều thuận lợi may mắn trong tháng 8, tháng 9 âm lịch cuối năm. Nam Mô A Di Đà Phật. Cúi xin Đức Mẹ Phật Bà chứng lắm cho lòng thành kính của con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con pháp danh Nguyên Dụ Pháp Tự Giác Lợi, hôm nay với lòng thành kính về miếu thắp nén tâm hương, con cũng xin Đức Thánh Mẫu Bà Cố đèn trời soi xét ban cái phước cái lộc, ban cho bà con cô bác trên kênh Giác Lợi Vlog của con một thể sâm may mắn, một thể sâm tài, một thể sâm lộc. Trong hũ sâm có từ 00 tới 99, con cũng xin Đức Thánh Mẫu Bà Cố, xin Đức Thánh Mẫu Bà Cố xin bà ban cho một thể sâm, số trong thẻ sâm may mắn về trùng khớp với đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, điểm có miền Bắc, miền Trung. Con xin bà ban cho một thẻ sâm tài, một thẻ sâm lộc, một thẻ sâm tốt. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin Đức Thánh Mẫu Bà Cố, xin Đức Thánh Mẫu Bà Cố. Con quỳ trước điện Thánh Mẫu Bà Cố, xin Đức Thánh Mẫu Bà Cố ban cho bà con cô bác trên kênh Giác Lợi Vlog của con một thẻ sâm may mắn, một thẻ sâm tài, một thẻ sâm lộc. Con cúi xin Đức Thánh Mẫu Bà Cố ban cho một thẻ sâm, số trong thẻ sâm về trùng khớp với đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, điểm có miền Bắc, miền Trung. Và xin Đức Thánh Mẫu Bà Cố độ cho số thẻ sâm này có cái lộc trước ngày hôm nay, giúp cho bà con ai cũng được cái lộc. Nam Mô A Di Đà Phật. Chú thầy sâm nằm ngửa lên luôn ha. Chú thầy sâm nằm ngửa lên nghe bà con. Giác lợi quay vào trong, giác lợi trình lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là số thầy sâm may mắn con vừa lắc ra được. Con quay vào trong, con trình lễ Đức Thánh Mẫu Bà Cố. Xin Đức Thánh Mẫu Bà Cố xin bà độ cho số thầy sâm này có cái lộc. Ngày thứ 3 trùng khớp với đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, điểm có miền Bắc, miền Trung. Xin bà độ cho số thầy sâm này. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin để vào trong bát nhang, con xin bà độ cho số thấy sâm này có cái lộc trùng khớp với đại Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, về đầu về đặc biệt về trong lô, giúp cho bà con cô bác ngày mai ai cũng được cái lộc. Con xin Đức Thánh Mẫu Bà Cố độ cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng xin bà chứng minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Con Bùi Thanh Vũ, pháp danh Nguyên Vũ Pháp Tự Giác Lợi, hôm nay con về miếu xin được số thảy sâm, con cũng để vào trong bát hương, con trình lễ. Con xin Đức Thánh Mẫu Bà Cố, xin Đức Thánh Mẫu Bà Cố xin bà điểm chỉ độ ban cho số thảy sâm này có cái lộc trùng khớp với đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, về đầu về đặc biệt về trong lô ba càng. Con xin ghép vào là 233, xin Đức Thánh Mẫu Bà Cố độ cho có cái lộc. Xin bà cho con xin được thánh keo. Nam Mô A Di Đà Phật. Một lần được thánh keo nha bà con. Bà con cô bác anh chị em một lần được thánh keo ha. Đó, một lần giật lợi xin được thánh keo nha bà con ha. Rõ ràng một lần được thánh keo ha. Giật lợi xin hồi keo ha. Bữa giật lợi xin đây bà con thấy số thẻ sâm 15, 16. Xin trùng ngày trước không về bữa trước sau về cái đầu của bà con thấy không? Bữa đó về trước á. Thì giật lợi có nói bà con. Thì bà con giật lợi thấn nguyện sao giật lợi nói vậy ha. Giật lợi xin ba miền bà không ban. Rồi về số giật lợi xin về trước thì bà ban cho. Qua bữa sau thì cũng có cái lọc cho bà con ha.
Anh chị em cô bác xem kênh cũng biết rồi, hôm nay giác lợi thành tâm xin được cái lọc cho bà con chú thầy Sâm để giác lợi đón nhận chú thầy Sâm ha. Nam mô A Di Đà Phật, xin thưa bà con xin đón nhận chú thầy Sâm này quay ra cho bà con cô bác trên kênh của con, ai cũng có thể xem để đón nhận chú thầy Sâm may mắn của bà ban cho. Xin bà độ cho về trùng khớp trúng ngày trúng giờ Đại Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu, đêm có miền Bắc miền Trung 233, con xin đón nhận 233. Số thầy Sâm là số 33, số nằm ngửa lên nha bà con. Số kép này nằm ngửa nằm úp gì cũng là 33. Bà con quan trọng là bà con ghép 233 hay là 533 gì đó tùy bà con ha. 233 233 nha bà con ha. Số thầy Sâm số kép 33 là tiền bà ban cho ngày mùng 5 tháng 8 âm lịch, nhằm ngày 19 tháng 9 dương lịch, Đại Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu. Số thầy Sâm là số 33. Bà con nào thích mua 33, 133, 233, 533 gì đó tùy bà con ha. Nhưng mà số thầy Sâm 33 này Đại Bến Tre Vũng Tàu rất là đẹp nha bà con ha. Số thầy Sâm 33 này Đại Bến Tre Vũng Tàu rất là đẹp cho bà con ha. Giác lợi cũng nguyện xin bà độ cho số thầy Sâm này sẽ giúp cho bà con, cô bác, anh chị em đều được cái lọc. Bà con, cô bác, anh chị em chúng ta thành tâm khấn nguyện với bà rất là linh thiêng nha. Bà sẽ độ cho bà con. Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Bà rất là linh thiêng ha, với lòng thành kính thì nếu mà chúng ta chí thành thì bà sẽ ban cho bà con cô bác ha. Anh chị em nào đó có cái lòng thành hướng về bà thì bà sẽ độ cho bà con cô bác anh chị em chúng ta. Số thầy Sâm là 233. 233 cho ngày thứ 3 Đại Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu ngày 19 tháng 9 nhằm ngày mùng 5 tháng 8 âm lịch năm 2023. Con một lần nữa cúi đầu xin bà độ cho, giúp cho bà con đều được cái lộc. Rồi giờ bà con cô bác anh chị em nào chí thành sự khấn nguyện xin cái lộc ha. Chứ cái đó là giác lợi cũng đã thành tâm rồi, giác lợi thành tâm giác lợi xin cái lộc. Số thầy Sâm là 33 thì giác lợi mong rằng bà con cô bác sẽ được cái lộc ngày thứ 3. Số thầy Sâm 33 này hôm nay bà con cô bác anh chị em nào có thể tham khảo trước dùm cho giác lợi ha. Giác lợi có cái lòng tin cũng như là có cái linh tính, số thầy Sâm này hôm nay sẽ có cái lộc trước cho bà con, kể cả miền Nam miền Trung miền Bắc gì đó sẽ về trước ít nhất là một con cho bà con ha. 33, 233 thì bà con nào hợp số nào thì mua dùm cho giác lợi 233 ha. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay giác lợi chỉ xin Đức Thánh Mẫu bà cố một thầy Sâm thôi, vì cái quy giáo này giác lợi có xin ở trong miếu cây Bồ Đề rồi, hai Sâm rồi, về đây xin một Sâm nữa, ba Sâm, sợ nhiều quá bà con lộn số bà con không biết đường mua ha. Cuối cùng thì giác lợi thành tâm kính chúc tất cả bà con cô bác trên kênh Thần Tài Giải Trí cũng như trên kênh giác lợi Vlog thân tâm thường an lạc, gia đạo luôn được bình an, làm ăn luôn gặp nhiều may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin bà ban cái phước cái lộc che chở cho tất cả bà con cô bác, ai thấy được kim thân của bà thân tâm thường an lạc, làm ăn gặp nhiều thuận lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Bước qua đầu tuần may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin bà độ cho số thầy Sâm hôm qua con đã trình lễ xin, hôm nay về trúng ngày trúng giờ, giúp cho bà con đều được cái lộc may mắn. Và ban cho số thầy Sâm 233 này Đại Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu về chính xác. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để cho bà con bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống, con cúi lại bà xin bà ban cái phước cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lợi xin đứng gần lại xíu để cho thấy được thiên thân Đức Mẹ Phật Bà rõ một chút, để cho bà con chiêm bái cũng như là đảnh lễ ha. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi xin bà, xin bà chứng giám cho lòng thành kính của con. Nam mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Để con hồi xăm xuống, cái con lấy dầu thơm con xịt cho bà, con xin bà ban cái phước cái lộc cho bà con cô bác. Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho bà con cô bác ai cũng được cái lộc, và hồi hướng cho Nguyễn Văn Thông làm ăn gặp nhiều thuận lợi, có cái lộc may mắn hàng ngày. Mô A Di Đà Phật. Con xin bà chứng giám chứng minh cho lòng thành kính của anh Nguyễn Văn Thông. Mô A Di Đà Phật. Xin bà ban cái phước cái lộc. Mô A Di Đà Phật.